Mới đây, trong phần chia sẻ với tờ Thể thao Văn hóa, Phượng Oanh nói về chuyện công khai tình cảm với Giác Bình thời gian qua. Tôi thấy choáng váng khi những cử chỉ mình chăm sóc người thân bị ví như gái ngành. Tôi chăm sóc người thân tỉ mỉ, điều đó chứng tỏ tôi chu đáo, yêu thương họ. Không chỉ với người yêu, gia đình hay bạn bè tôi cũng chăm sóc như thế. Chăm sóc tỉ mỉ cho người thân đó là thói quen và bản năng của tôi rồi, chả lẽ như thế cũng bị chê trách hay sao? Phượng Oanh cho rằng một số người quay lén, đăng tải hình ảnh cô và Giác Bình trên mạng xã hội để câu view là thiếu văn minh. Do bị quay lén thường xuyên nên cô cảm thấy sợ, áp lực mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Phượng Oanh nói, dù tôi chỉn chu thế nào cũng sẽ bị họ bắt gặp những giây phút chưa đẹp. Nhưng tôi không hiểu vì sao họ chỉ nhằm vào tôi và anh Bình, quay lén những giây phút riêng tư. Trong khi đó, có nhiều lúc tôi đưa hai con của anh Bình đi chơi, mua đồ, cô cháu âu yếm quý mến nhau thì không bao giờ họ chụp lén cả, có phải những việc tốt ít khi được chú ý, chia sẻ mà họ chỉ muốn câu view. Tuy nhiên, tinh thần nữ diễn viên đã được vực dậy nhờ sự quan tâm, động viên của người thân, bạn trai. Đối với Phượng Oanh, hình ảnh bạn trai ở nhà khác hẳn trong công việc, cô thường gọi anh là cây hài vì tính cách vui vẻ, hài hước, cô tiết lộ. Trước những hình ảnh, clip bị quay lén, nếu tôi buồn phiền, anh Bình lại không quan tâm, anh ấy nhìn theo hướng tích cực là cả hai đang được chú ý. Anh ấy bản lĩnh, nhiều năm trong thương trường nên nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn tôi. Bản thân là nghệ sĩ nên tôi đa cảm, hay buồn, lo nghĩ cho bố mẹ, người thân bị ảnh hưởng. Vì vậy anh luôn ở bên cạnh, không rời và động viên để những giây phút buồn phiền của tôi không kéo dài.